tế trên cửa Nhung Đỗ. Thì hôm nay Nhung cùng bạn Đan và chị Hà sẽ làm một bài tập số 28 gửi tặng đến cho các bạn nhân dịp Tết này. Chúc cho các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý và thật là nhiều sức khỏe để tập luyện cùng với nhóm của mình nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào bài tập thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài khởi động nha.
Hãy subscribe.
hấp tay lên nào, lên nào lời cố lên tiếp hấp chặt một cái nào lời lẽ nói hấp lên đi cho đêm vui nhất trời cố lên ngày thêm mất mơ hấp chặt một dù đang đầy lắm tháng tiếp tục Hấp bụng vào, xoay mạnh qua bên trái nào, bắt em qua, hấp bụng vào, xoay mạnh qua bên trái nào, cố lên.
bụng, siết chặt, vỗ lên, hóp bụng vào. Các bạn cố gắng lên nha, cố gắng lên nào, hóp bụng, hóp bụng nào, siết chặt bụng lại, hóp bụng, cố gắng lên, thở mạnh nha, siết bụng vào. Vượt qua bao vui buồn, lời yêu đó anh vẫn nhớ như còn đây.
cố gắng. Em đã sống thế nào, hạnh phúc mới hay nỗi đau khác, ôm lấy em từng ngày. Dù có ra sao sẽ tốt hơn bên này, vì bên anh chỉ có trái tim yêu vậy thôi. Các bạn chuẩn bị dậm chân tại chỗ. Người yêu ơi, thả một chút dậm chân nha. Bên nhau vậy mà đừng rằng đôi ta sẽ mãi sống với một tình yêu chân thành. Chợt nhận ra ta quá khác nhau, dẫu anh chưa từng tin. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu chạy lại nha. Chống không và chạy tại chỗ. Trên trời xa đầu lên bốn ba bốn phương, dù đường trong gai em vẫn bước mãi, chẳng cần biết điều gì. Cầu cho em phương trời nào gặp được người yêu em đang sâu. Chuẩn bị phối thêm tay. Hơi thật là sâu, chân gối thở hạ tay xuống, lên hít sâu, xuống thở, hít sâu.